dụ nha, cái trường hợp mà thứ nhất đi, cái trường hợp mà bé đạt đúng cái mức trung bình của bảng WHO này luôn, thì bé trai 10 tháng 9 kg, mình có thể nhìn vô 10 tháng và bé trai nè 9 kg, 9 kg 2 đó là trung bình của bé trai, thì 9 kg nó nằm trong mức trung bình, thì mình chọn đúng cái size ký của bé ở bên cái bảng size này. Thì bảng size này 9 kg mình sẽ thấy đó là size XL. Thì khi này nếu mà bé cân đối, người cân đối thì mình chọn đúng size XL này luôn. Còn nếu mà mình ba mẹ thấy bé có bụng và đùi mũm mĩm hơn so với các bạn á, thì mình cứ tăng một size cho bé thoải mái lên 2XL luôn cũng không sao ạ. Rồi trường hợp thứ hai, khi mà bé trai mà nặng mà được 10 tháng mà nặng 10 kg, bé trai 10 tháng mà nặng 10 kg thì nó sẽ cao hơn mức trung bình, đó là bé nặng hơn mức trung bình ạ. Thì mình chủ động là tăng một size luôn cho so với cái bảng size màu xanh ở bên này. Thì 10 kg mình sẽ thấy trong cái bảng size này đó là size XL. Thì mình chủ động mình tăng luôn một size, đó là size 2XL cho bé. Thì lúc này bé sẽ mặc là thoải mái nhất, vừa bé nhất ạ. Cái trường hợp thứ ba là bé cũng bị lệch so với cái bảng WHO này luôn, nhưng mà bé lệch theo kiểu là nhẹ cân hơn. Ví dụ bé 10 kg, nhưng mà bé 10 tháng mà bé chỉ được có 7 kg thôi, thì cái mức trung bình 9,2 kg, thì bé 7 kg thì bé nhẹ hơn cái mức trung bình. Thì không, mình cũng không nên chọn đúng cái size 7 kg của bé mà mình phải tăng lên một size. Tại vì bé lớn tháng rồi, bé cũng 10 tháng rồi, cho nên là mình chọn size nhỏ. Theo 7 kg thì bé sẽ bị ngắn. Nên là mình nhìn vào bảng size ở đây bên này nha. Thì bé 7 kg là size L. Thì sợ ngắn cho bé thì mình hãy chọn size XL để bé không có bị ngắn cái tã nha. Rồi, đó là cái cách mà mình chọn size, mà mình dựa vào số tháng và số ký của bé, chứ mình không có thấy được bé ở ngoài, nên là mình cũng khó canh chừng lắm. Thì em tổng hợp lại cái cách chọn size, nói chung chung, nếu mà bé ở mức trung bình theo cái bảng WHO này á, thì mình chọn size đúng theo cái số ký ở trên cái size bình thường này luôn. Trừ khi mà bé có bụng hay đùi to hơn các bạn á, thì mình tăng một size. Còn khi mà bé lệch mất so với trung bình, cho dù là lệch lên hay là lệch xuống, thì mình cũng phải tăng một size để đảm bảo bé mặc được thoải mái nhất ạ.